Theo như một nguồn thông tin đến từ Zing thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2023, các cái trung tâm bảo hành ủy quyền của Apple tại Việt Nam sẽ được phép bảo hành iPhone chính hãng mã VNA mà không còn yêu cầu hóa đơn mua hàng nữa. Đây là một thông tin rất vui dành cho những bạn nào đang dùng iPhone như là mình đây. Các bạn đã có thể bảo hành cái chiếc iPhone yêu quý của các bạn mà không cần phải xuất trình thêm bất kỳ giấy tờ gì nữa cả. Vậy thì việc này cụ thể ra sao thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn ngay trong video ngày hôm nay. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vật Vờ Studio. Nhớ like, share, subscribe và bấm nút chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới nhất nha. Còn bây giờ hãy ngồi xuống, hít một hơi thật sâu và chúng ta sẽ cùng nhau đọc tin nào. Sẽ có một vài những thông tin cụ thể khác mà các bạn cần phải lưu ý về cái việc bảo hành này của Apple. Thứ nhất, như mình đã nói ở ngay phần đầu video rồi, đó là chúng ta sẽ không cần phải xuất trình bất kỳ một hóa đơn gì khi mà các bạn muốn bảo hành iPhone nữa. Dù có là hóa đơn điện tử hay là hóa đơn viết tay, các bạn cũng không cần phải xuất trình ra. Cái thứ hai là cái dịch vụ này nó sẽ chỉ có áp dụng với những con iPhone thôi nhá. Còn những cái phụ kiện khác như kiểu là phụ kiện đeo như Apple Watch này, hoặc là AirPods này, hoặc là MacBook, iPad, các thứ nói chung là không phải iPhone thì sẽ không được áp dụng cái chính sách này. Các bạn muốn bảo hành những cái thứ đó thì mọi người vẫn bắt buộc phải sử dụng hóa đơn bình thường. Và điều thứ ba đó là với những cái chiếc iPhone mà các bạn mua với mã là VNA nhá, các bạn mua bất kỳ một cửa hàng nào không quan trọng, chỉ cần các bạn có mã VNA trên chiếc máy này thôi thì ngay lập tức là mọi người có thể bảo hành ở những cái trung tâm bảo hành ủy quyền chính hãng của Apple tại Việt Nam chúng ta. Ví dụ như là Shopdang thì cũng có đấy. Đó thì các bạn thấy không? Cách đây mấy năm ấy chúng ta cứ rộ lên phong trào là đi mua iPhone xách tay bởi vì là giá của nó thì rẻ hơn hàng chính hãng rất là nhiều. Nhưng bây giờ các bạn thấy không? Là cái chính sách dành cho iPhone ở thị trường Việt Nam của chúng ta đang càng ngày càng tốt rồi. Từ bảo hành này cho đến mức giá thì cực kỳ là ngon lành cành đào. Vậy nên là một lần nữa mình vẫn kêu gọi tất cả mọi người, riêng với iPhone và những thiết bị Apple ấy, thì các bạn nên mua hàng chính hãng bởi vì những cái dịch vụ đi kèm nó là quá tốt. Ví dụ như bây giờ con iPhone 14 Pro Max này mình đang tham khảo giá tại Shopdang thì nó giảm đến 7 triệu đồng luôn. MacBook Air giảm 9 triệu, Apple Watch Series 7 giảm 4 triệu của một loạt những cái sản phẩm Apple giảm đến 35%. Trong chương trình Tháng Nói Lời Yêu diễn ra từ ngày 4 tháng 3 đến hết ngày 31 tháng 3. Và chúng ta còn có cả hot sale cuối tuần này, cứ cuối tuần là sale với mức giá cực kỳ là ngon. Và bạn nào quan tâm thì có thể bấm ngay vào cái phần xem thêm bên dưới video này để có thể biết thêm những thông tin chi tiết. Nói chung ý là tầm này các bạn bỏ ra đâu đó khoảng từ 27 cho đến 28 triệu là các bạn đã có thể mua được một con iPhone 14 Pro Max bản 128GB hàng chính hãng VNA và nhận được tất cả những cái dịch vụ bảo hành cũng như là hậu mãi tốt nhất đến từ Apple. Chưa kể với đó thì ở bên Shopdang cũng có cung cấp cho các bạn cả những gói Apple Care Plus nữa. Nếu như các bạn mua máy này, hàng chính hãng, bảo hành không cần hóa đơn mà còn mua thêm Apple Care Plus thì thật với các bạn là cái con iPhone của các bạn nó thuộc vào hàng bất tử luôn. Vậy thì cái việc mà bảo hành không cần hóa đơn như này thì người dùng được hưởng lợi những cái gì? Thứ nhất, đó là chúng ta sẽ đỡ đi một cái thủ tục rất là lằng nhằng. Bởi vì như anh Tú ở văn phòng mình đã chia sẻ thì trước đây anh có mua iPhone và có in hóa đơn giấy. Mà khi in hóa đơn giấy thì một thời gian sau cái mực nó bay hết các bạn ạ. Đó là còn chưa kể tình trạng là hóa đơn giấy rất dễ dàng bị thất lạc. Hoặc chúng ta mua iPhone này để tặng cho bạn bè, tặng cho người thân, tặng cho vợ, cho người yêu thì không thể nào mà mình lại đưa cho một cái hóa đơn mà em ơi, con iPhone này ba mấy triệu ấy, em cầm ấy đi, cầm hóa đơn sao mới được bảo hành nhá. Không hay làm như thế cả đúng không? Bây giờ lược bỏ đi cái phần hóa đơn đó thì chúng ta đã bớt đi được một cái thủ tục rất lằng nhằng. Cái thứ hai là các bạn cứ bảo là có hóa đơn điện tử đúng không? Nhưng mà chính cái việc check hóa đơn điện tử đấy nó cũng khiến cho cái thời gian bảo hành của chúng ta nó bị lâu hơn một chút xíu. Ví dụ như là các bạn thay pin đi thì cái thời gian thay pin này nó không mất mát bao nhiêu thời gian cả. Nhưng mà người ta lại cứ phải check đi check lại các cái hóa đơn ở trên hệ thống ấy thì nó sẽ hơi bị lằng nhằng. Và bên cạnh đó nó cũng khiến cho các bạn gặp khó khăn khi mà các bạn mua máy ở một nơi nhưng lại muốn bảo hành một nơi. Đó thì ban nãy mình đã chia sẻ rồi. Khi mà Apple đã áp dụng cái chính sách này thì các bạn mua máy ở đâu, bất kỳ đâu không quan trọng, chỉ cần các bạn có mã VNA thôi là các bạn có thể đến bất kỳ một cái chuỗi trung tâm ủy quyền chính thức nào của Apple tại Việt Nam. Ví dụ như Shopdang thì cũng có đấy, Shopdang Care đúng không? Thì các bạn có thể bảo hành ở đó và không cần phải lăn tăn gì nữa cả. Và ngay sau khi nhận được cái thông tin là từ ngày 1 tháng 4 sắp tới là sao lại đúng vào ngày cả tháng 4 nhỉ? Là Apple sẽ áp dụng cái chính sách này thì có mấy anh em ở trên những cái group mà mình tham gia, anh em đã chia sẻ luôn là biết thế để trước mua hàng line new cho nó nhanh gọn lẹ. Nhưng mà mình nghĩ rằng mua hàng line new thì nó cũng chỉ đúng một phần thôi. Đúng là khi mà chúng ta không cần quan tâm đến giấy tờ bảo hành nữa thì cái việc mà trao đổi hàng hóa, hàng line new, các thứ mua bán nó cũng sẽ nhộn nhịp hơn. Nhưng các bạn nên lưu ý rằng là việc mà các bạn mua hàng line new ý, thì cái thời hạn bảo hành nó sẽ không thể nào dài được như là các bạn mua một cái máy mới đúng không? Bây giờ các bạn cứ tưởng tượng như này, khi mà các bạn mua một con iPhone 14 Pro Max hàng mới tinh thì lúc đó các bạn mới active và các bạn có quyền mua Apple Care Plus, đó mới là điều quan trọng. Và như mình đã nói vừa ban nãy, nếu như các bạn mua iPhone mới và các bạn active Apple Care Plus ngay sau đó thì con iPhone các bạn coi như là bất tử luôn. Còn nếu như các bạn mua hàng line new thì đương nhiên là cái chiếc máy line new này đã được active trước đó, có thể 1 tháng, có thể là 2 tháng. Và cũng phải nói thêm là những cái động thái quan tâm đến thị trường Việt Nam của chúng ta như thế này
thì cũng cho thấy rằng là Apple họ đang ngày càng muốn đẩy thị trường Việt Nam chúng ta lên một cái tier nó cao hơn. Như các bạn đều biết rồi, đó là những cái quốc gia ở Đông Nam Á nhé, như là Singapore hay là mới đây có Thái Lan này, được đẩy lên tier 1 của Apple, tức là cái mức độ quan tâm của họ với những thị trường này lớn hơn, nên là họ có xây Apple Store này, rồi là họ gửi máy cho những cái thị trường đó bán sớm hơn Việt Nam chúng ta lên đến cả một tháng trời. Và nếu như Việt Nam chúng ta thì cũng được nâng cấp như thế thì các bạn cũng sẽ có thể mua được những chiếc iPhone mới hàng chính hãng trong những năm sau nhá, mà các bạn không cần phải chờ đợi quá lâu, thì đây cũng là một tín hiệu rất là vui. Còn với những cái chiếc máy hàng xách tay thì theo như mình biết, Apple bây giờ vẫn rà soát khá là chặt về cái phần hóa đơn này, bởi vì cái tình trạng hóa đơn giả nó quá là nhiều, nên là mình vẫn khuyên tất cả mọi người là nên mua hàng chính hãng để vừa đảm bảo được là quyền lợi của các bạn này, thứ hai là giá cả nó bây giờ là quá tốt rồi, không phải là chênh lệch nhiều so Việt Nam chúng ta bây giờ rẻ nhất thế giới rồi. Đấy, các bạn nên nhớ điều đó. Và cái thứ ba đó là chúng ta mua những cái mặt hàng chính hãng VN như thế này thì nó cũng là mang tính hợp pháp nữa. Để tóm lại trong video ngày hôm nay, không có gì là quá dài cả, thì đây là một cái thông tin rất vui dành cho toàn bộ các anh em đang dùng iPhone hàng chính hãng VN tại thị trường Việt Nam của chúng ta. Các bạn mua máy, các bạn đã không cần phải sử dụng hóa đơn, các bạn chỉ cần mang máy đến bất kỳ một trung tâm bảo hành ủy quyền nào của Apple, ví dụ như tại Shop Đăng, thì là các bạn sẽ được bảo hành luôn. Và mình nghĩ rằng ấy là nếu như mà cái mức giá của hàng chính hãng nó tốt như thế này và cái dịch vụ mà đi kèm theo hàng chính hãng nó cũng ngon như thế này, thì các bạn hoàn toàn không có lý do gì để mua hàng xách tay nữa cả. Thì các bạn có thể xem thêm cái mức giá này về những con iPhone 14 Pro Max hay tất cả những cái giải sản phẩm khác thuộc Apple tại chuỗi hệ thống cửa hàng Shop Đăng bằng cách là bấm vào phần xem thêm ở phía bên dưới video, click vào phần đường link ở bên dưới mô tả và cả ghim comment để biết được những cái thông tin chi tiết. Còn bây giờ thì xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi. Đấy, buổi sáng update cho các bạn thông tin nhẹ nhàng thôi. Chúc các bạn ăn trưa vui vẻ và hẹn gặp lại mọi người ở trong những video lần sau. Bye bye.